Thầy nhớ hồi thầy lên Hòa Thượng, lúc mà thầy ở trên chân không, như Hòa Thượng Thanh Từ tu, khi mà ngồi hai cái chân nó đau quá. Bởi vì cái sức của mình ngồi 30 phút mà vừa Hòa Thượng cho tăng lên 1 giờ, thì từ 30 phút sau nó đau kinh khủng lắm. Mà thầy thấy rõ, cho nên vì vậy mà thầy biết cái quy lực của vị thầy mà giúp mình nó đỡ lắm. Hòa Thượng thấy thầy cứ uống mình chịu đựng cái đau, Hòa Thượng để ta sau lưng thầy. Sao dường như thầy sợ, thầy không biết mà nó hết. Nó hết đau phải không? Nó sợ quá, nó hết đau. Nó sợ Hòa Thượng. Chứ thầy nghĩ là lúc bây giờ tại sao kỳ, đâu có lẽ có lực gì. Nhưng mà tại vì có Hòa Thượng đứng sau lưng mình mà. Chứ Hòa Thượng thường giác cái thiền bản, đi giác thiền, chúng thì ngồi hai bên cùng Hòa Thượng đi tới đi lui thôi. Nhưng mà quý vị kia thì ngồi im phân pháp, còn điên thầy đau quá cứ nhúc nhích cái thân thì cho đỡ. Mà nhúc nhích nó đỡ thì cũng còn ngồi im nó đau lắm. Cho nên Hòa Thượng để thai trên lưng thầy, trên vai thầy, thì nghe sao nó không đau. Phải chi mà Hòa Thượng cứ rờ qua thì chắc mà xuống đó mà. Không, nói thật mấy con, thiệt mấy con, kỳ cục vậy đó chứ. Cho nên thầy cảm thông được điều này, cho nên đệ tử của thầy tu mà thầy thấy lúc khó khăn là phải trực tiếp đến giúp đỡ mấy con, để cho họ vượt cho các con trong đó. Bởi vì khó khăn nhiều khi mình tự giác không nổi mấy con, không nổi. Mà nhờ cái vị thầy chứ không thể xa được vị thầy của mình, mà mình đi trước con đường lại dễ dàng được rồi. Cho nên ví dụ như ở bên nữ, thầy đào tạo cho những người thông suốt có được sức định, mấy con về tu thì giao cái gì đó càng cao thì thầy mới trực tiếp ra, còn thấp thì các vị đó đến giúp đỡ con đi tới đi lui, hoặc quý vị đó thấy cái gì tu sai nhắc nhở mấy con. Và trong khi mấy con tu mà gặp cái khó khăn thì các vị đó cũng giống như Hòa Thượng Thanh Từ để tay lên thì mấy con cũng thấy giảm được thì đã tốt. Còn bên nam thì trực tiếp coi chừng cái tay của thầy là lửng da thịt mấy con hết đó, đừng nhịp gì. Cho nên thầy không xa người nam nào mà đến gần thầy. Nhưng khi mấy con tu cao lên, mấy con nhập định đều được thầy trực tiếp giải. Bởi vì cái sức mà thiền định của thầy tu tập nó ở cái mức cao mà các đệ tử của mình chưa làm được thì không được hướng dẫn. Cho nên mấy con được ở trên mức độ cao thì đều trực tiếp đến thầy. Cho nên trong cái chỗ khu mà thầy ở, khu thầy ở, thầy cất một giải cho nam và cất một cái hàng rào ở ngoài thì cho một cái, hai cái giải pháp của nữ. Nghĩa là thầy ở cái trung tâm đó để mà thầy kiểm tra giữa nam và nữ. Nghĩa là có cái cửa đi vô đàng hoàng, thầy kiểm tra cho bên nam và kiểm tra cho bên nữ. Nhưng mà những người nào mà còn ở ngoài này tập thì chưa được vô đó, thì mấy con chưa có được, chưa có phá được. Khi nào giữ luật nghiêm chỉnh, mấy con nhiếp tâm được thì thầy cho vô hết. Lúc bây giờ tới thầy trị, thầy trị cái bệnh của mấy con, cái bệnh sinh tử chứ không có gì hết. Mà khi dẹp được cái bệnh của mấy con rồi thì mấy con hạnh phúc vô cùng. Là chủ sinh tử mà. Ở trong thầy thì nói chung là hiện giờ thầy cũng được một hai người, nhưng mà có người tu tốt lắm mấy con. Chắc chắn số muộn rồi người này sẽ làm chủ sinh vào được trái đất. Độc cư trọn vẹn, nhiếp tâm an trú được, đuổi được tất cả những bệnh trên thân mà không bệnh đau này. Bây giờ còn chút nữa là làm chủ cái chết, muốn chết rồi nào chết, muốn xong rồi nào xong. Có nhiều đã đủ rồi. Bây giờ còn chút nữa là vị đó xong đó con. Mà chắc chắn ở đây mấy con biết cái vị thầy đó, thầy cho biết đó là cái vị thầy tên là Gia Hạnh, người ở dưới Đồng Tháp nữa. Sao lại dưới Đồng Tháp lên đây tu mau quá. Cho nên thầy mong ở một cái địa phương nào đó cũng đều có một người, để khi tu xong rồi thì đề cái người đó về tại địa phương đó. Cái duyên mà người ta sinh ở đó là người ta có nhân quả với những người đó mấy con. Cho nên họ tu rồi thì không thể nào mà thầy Gia Hạnh bây giờ họ tu rồi đưa ra Hà Nội, mà hãy đưa về Đồng Tháp, cái dùng nước đó mới được. Tại vì Phật tử thường ở Đồng Tháp lên thăm thầy, đó là cái duyên của thầy rồi, cho nên về độ cái số này. Cho nên ở đây mấy con tu tập được, người nào mà tu tập được mà quê ở đâu là chừng đó mấy con sẽ độ ở đó. Thứ nhất là mình về quê của mình độ những người thân, cái chừng nhân mạng của mình. Cũng như thầy bất cứ thầy tu hồi ở Phước Hải, chỗ nào Hòn Sơn gì, cuối cùng thầy phải về Trảng Bàng chứ, quê của thầy mà. Thấy chưa? Cho nên thầy đâu có bỏ quê, bởi vì quê của thầy là ở đó, cha mẹ anh em dòng họ là cái chùm nhân quả của thầy. Ít ra họ không tu được giải thoát, họ cũng sống được dưới luật đức hạnh, họ cũng sống được đạo đức không làm của mình cũng hơi chứ.
còn một số người thì được hướng dẫn vậy. Cho nên thầy mà ở chỗ nào thì chắc chắn là khó khăn, chớ thầy ở quê thầy thì chính quyền họ ủng hộ, tại vì chính quyền ở đây họ biết thầy mà. Nên ở Phước Hải thầy cũng dự định ra Phước Hải, thầy chương trình đi biết đó. Thầy tổ chức ở ngoài đó mà cứ an dưỡng ngoài đó, thành lập cái nơi tu hành ở đó, nhưng mà cái duyên không có, chính quyền dẫn cho thầy về thôi chứ đâu có làm sao. Thầy Tụng Quyển còn về núi Vinh ở chứ hồi đó thầy giao thầy Tụng Quyển thôi đó. Thầy chương trình hồi đó cũng ra ở đó cũng với thầy cực khổ lắm đấy mà, chứ không phải không. Nhưng mà cuối cùng mình ở không được phải bỏ chúng thôi chứ sao, tại cái duyên mình không đủ, cho nên mình không trách. Tại cái duyên tôi không đủ với cái địa phương đó, và những người dân ở đó họ cũng chưa đủ cái phước với cái chánh pháp này, chứ không phải là do chính quyền không đâu. Vì vậy mà cái duyên nó không đủ, nó khiến cái người ở đó người ta có quyền thế, người ta sẽ không cho mình triển khai cái chánh pháp. Còn ở đây mấy con thấy cái chùa ở trong kia mà thầy cất nhà ở đây mà nhà nước vẫn cho, cái đó là rõ ràng. Chứ ở chỗ khác con cất kiểu này nó đến nó đình chỉ mấy con liền, chứ đừng nói chuyện mấy con tập trung vô đây được, phải dễ đâu, phải không mấy con thấy. Bởi vì chính quyền ở đây họ hiểu thầy, cũng biết thầy từ nhỏ chí lớn. Mấy con chưa đọc lịch sử của chùa An, cái tu viện Chân Như là cái di tích của cái chùa An. Từ ông sơ ông cố của thầy mà về đây cất cái chùa An mà để tu tập, cho đến truyền thừa đến thầy triển khai nó thành cái tu viện Chân Như rộng lớn hơn 7-8 mẫu đất. Hiện giờ là cái tu viện của mình hơn 6-7 mẫu đất. À mấy con thấy nó liên hệ với nhau, mà chỉ có cái khu này nó còn rời ra, chứ mấy khu kia nó dính với nhau, nó một chùm một cái khu đất rất lớn. Nhưng nó nằm ở trong cái giáo hội, nó không biết bây giờ nó thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Cho nên khi mà nhà nước muốn quy hoạch hay lập một cái khu vui chơi gì đó đều là giáo hội tham gia vào liền tức khắc, không có được phá vỡ cái tu viện của chúng tôi. Chứ riêng cá nhân thầy thì không nói được đâu, nhưng mà cái giáo hội nó sẽ can tự can dự thì. Nhưng mà giáo hội bao giờ là cướp cái chùa của thầy, chỉ có thầy truyền thừa cho người khác. Bởi vì họ đến đây bây giờ họ đưa mấy ông thầy đến gõ mõ tụng kinh sạch, có phải không? Chứ biết công thường thiền nào mà dạy, chỉ có thầy ở đây thầy dạy cách thức tu tập xả tâm ly dục giải thoát. Còn không khéo đưa một vị thầy về đây mà dạy thiền thì ức chế ý thức rồi, ức chế ý thức tức là chúng ta dùng để mà ức chế ý thức cho hết vọng tưởng thì chúng ta lọt trong không tưởng rồi. Thì như vậy là không đúng cái đường lối tu tập ở đây. À, cho nên khi mà mấy con về đây á, thì đầu tiên á, mấy con sẽ được học, được bây giờ thầy chuẩn bị cho nó giấy tờ cho nó đủ hết, thầy mới xin phép mở cái lớp học, cái trường học đó mấy con, mới dạy lớp học đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm của mình của người. Chừng đó mấy con vào học có cái giáo trình học tập rõ ràng từ thấp đến cao. Mấy con học cái đạo đức như thế nào, sống như thế nào, không làm của mình như thế nào người ta dạy. Khi mấy con tốt nghiệp ra thì mấy con không bao giờ mấy con làm khổ mấy con, người ta chửi mấy con không giận. Mà trong gia đình mấy con xảy ra một cái điều gì, mấy con không buồn, không khổ, không lo tất cả mọi cái. Không có nghĩa là mấy con vô tư, không có nghĩa là mấy con lãnh nhạt, không phải. Mà mấy con cứu mình thoát ra những tâm bi lị, sầu khổ, ưu bi của mấy con. Người ta không để ái cái sử nó làm cho mấy con phải ưu bi sầu khổ. Người ta dạy cho mấy con học hiểu để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con. Từ đó mấy con giải thoát bằng cái sự hiểu biết của mấy con. Còn bây giờ cái hiểu biết của mấy con là cái hiểu biết trong đau khổ. Hở ra chút cái giận hờn, hở ra chút thì phiền não, đau khổ, có đúng không ấy? Cho nên cái hiểu biết của mấy con nó không phải là cái hiểu biết của Phật Pháp. Còn cái của hiểu biết của Phật Pháp là giúp cho mấy con thoát ra cái sự đau khổ đó, làm cho cái cuộc sống của mấy con nó rất là an ổn, nó rất là hạnh phúc. Nói thì các con sẽ học đúng năm cái đức hạnh của đạo Phật, tức là năm giới luật của năm giới cấm của Phật. Các con nghe năm giới cấm thì người Phật tử người nào cũng biết: sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, giọng ngữ nè, uống rượu nè, có phải năm cái giới này không? Nhưng mà năm cái giới này là năm cái đức nhân bản của con người, mà nó là nhân quả nữa. Nó thiện thì nó không ác thì nó đem đến sự an vui cho mình, cho nên nó là nhân quả nữa.
Cho nên triển khai năm cái đức này thì cái giới đầu tiên mấy con thấy thì nó nói cái đức của nó là hiếu sinh, lòng thương yêu. Mà người ta triển khai cái lòng thương yêu mấy con thấy từ cái thấp mà cho đến cái cao, từ cái mà đến mà mình biết hy sinh thương yêu người khác, mình đem đến cái, mình đem cái sự chết mình cho cái người khác sống, mà người ta đọc người ta thấy quá cao rồi. Bây giờ thầy nhắc lại, khi mà đọc trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai Anh Dịch của người ấy, hai em bé đồng đi ở trên một chiếc tàu, không, chiếc tàu bị chìm đi, thì cái em bé gái nó còn có cha mẹ anh chị em nó, còn cái em bé trai nó không còn ai hết, nó về quê nó là tìm lại cái người thân của nó thôi. Cho nên khi mà tàu chìm á, thì khi chiếc tàu cứu hộ đến á, thì nó ôm cái đứa bé gái nó ném xuống, em còn cha mẹ, còn anh đâu còn ai. Cho nên nó chịu, nó chết ở trên chiếc tàu. Sự hy sinh vậy mình thấy quá tuyệt vời phải không? Biết hy sinh mình cho người khác, mà người khác còn cái niềm thân tình của người ta. Mấy con thấy những cái hình ảnh mà người ý họ biết rất hay, thì nó thật sự đọc trong cái những câu chuyện của Hà Mai Anh thấy rất tuyệt vời. Chúng ta gần đây có một số sách người Việt chúng ta đọc thấy cũng xúc động lắm mấy con, xúc động lắm. Bởi vì họ cũng khéo léo để gây chúng ta có một cái sự hy sinh, đem cái lòng thương yêu của mình trước công việc. Cho nên thầy sưu tập tất cả những cái mẫu chuyện này để trở thành một cuốn sách, viết cuốn sách Lòng Yêu Thương. Thầy để cái tên Lòng Yêu Thương. Khi thầy đưa cái mẫu chuyện đó ra, rồi thầy luận cái mẫu chuyện đó ra để thấy được cái lòng yêu thương của chúng ta, yêu thương mình, yêu thương người, yêu thương tổ quốc, nó thực tế và cụ thể mấy con, mấy con thấy nó làm cho mấy con không quên. Đó là triển khai cái đức hiếu sinh cho mấy con, để khi người ta có chữ mấy con yêu thương không ghét, biết tha thứ mấy con. Đọc sách của thầy ai chữ mấy con không giận, tại vì mình biết thương yêu người ta. Mấy con hiểu chưa? Rồi bắt đầu mấy con sẽ học đến cái đức ly tham, làm cho cái tâm tham mình nó không tham muốn cái này cái kia nữa. Rồi đức chung thủy mấy con, dạy chúng ta sống ở trong gia đình, vợ chồng đối xử với nhau như thế nào, con cái như thế nào, cha mẹ dạy con cái như thế nào để tạo cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mà gia đình hạnh phúc thì xã hội được trật tự an ninh chứ sao, các con thấy, đem lại hạnh phúc chung cho một đất nước. Thì tất cả những cuốn sách này nó lại được rất mà thầy đang làm. Cho nên trong cái sự tu tập phải nỗ lực, phải nỗ lực mà phải học đạo đức. Thầy mong rằng ngày nào đó ở đây có những lớp học, đâu có nghĩa là mình muốn dạy học như bây giờ mấy con đến đây thăm thầy, thì trong tu viện có quyền thầy đàm thoại với mấy con, chứ còn cái lớp học thì phải xin phép mấy con, xin phép Bộ Giáo Dục đàng hoàng đó mấy con. Sách vở của mình phải được đưa trình cho người ta xem để mình dạy cái gì nữa, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng chính quyền ở đây người ta sẽ ủng hộ thầy, người ta giúp thầy. Bởi vì hầu hết sách vở của thầy người ta dự đọc hết nữa. Về sở nội vụ của tỉnh người ta đọc hết sách vở của thầy, cho nên người ta biết thầy trực toàn. Cho nên thầy tiếp tục có đủ duyên, thầy sẽ mở những cái lớp, và chừng đó thầy thông báo cho mấy con. Mấy con đến đây ở đây học 3 tháng, 3 tháng mấy con học một khóa, rồi mấy con thấy mình về thăm gia đình của mình 5-3 tháng hoặc 1 năm sau đó, thì thầy ở đây thì tiếp tục. Nhưng khi cái khóa đó, khóa thứ hai mà mở ra, thì mấy con sẽ đăng ký coi tháng nào thì thầy mở, mấy con sẽ đến học 3 tháng nữa. Cứ như vậy để bồi dưỡng sự hiểu biết của mấy con về đạo đức, đem sự lợi ích cho mấy con. Cần sống ở trong cái gia đình, cần sống trong xã hội thì cần có đạo đức. Nhưng chúng ta quyết tâm tu hành để vượt giải thoát, thì chúng ta phải dặn tu dưỡng để tu tập thiền định mấy con, nhiếp tâm an trú tâm, để rồi đi sâu hơn, để chúng ta đủ sức muốn chết mà nào chết muốn sống làm chủ như Đức Phật như vậy. Chúng ta đi vào đạo Phật là mục đích chúng ta không cầu tha lực của người nào cả, mà chúng ta thực hiện được cái sức của mình để mình làm chủ được sự sống chết. Cho nên khi Đức Phật đi tu, Đức Phật làm chủ 4 sự đau khổ này rồi, thì Đức Phật mới ra dạy chúng ta. Mà dạy chúng ta để làm chủ được 4 sự đau khổ thì đó là chúng ta đã thực hiện. Như vậy là chúng ta không phụ ân Phật cái gì. Các con thấy chưa? Cho nên hôm nay được về nghe thầy nói, và mấy con được thấy được cái mục đích của đạo Phật. Và ở đây thầy dạy đúng cái mục đích của đạo Phật, không dạy sai,
không giải mấy con cầu cúng, không giải mấy con cầu siêu, cầu an, cầu thánh thần, hoặc ở đây dựng lên tượng Phật Quan Âm cứu khổ của nàng. Không, ở đây cứu khổ của nàng là do chính mình, không cầu ai hết. Nghĩa là mình làm ác mà cầu người khác phù hộ mình được sao? Đặt thành vấn đề. Như mấy con đi ăn trộm đi, bây giờ nhà nước công an bắt mấy con bỏ tù đi, mấy con ngồi trong đó mà cầu khẩn Phật để thả mấy con ra tù à? Ông Phật nào dám vô mở cửa khám thả mấy con không? Thả như vậy là xã hội này còn gì ta? Phải không? Mấy con hiểu điều đó. Cho nên chắc chắn là không có ông Phật nào mà có thể dám rớ tay vào để cứu khổ mấy con. Mấy con không làm ác sao bây giờ thân con bị đau? Ít ra mấy con phải có làm ác chứ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta cái giới không sát sanh để làm gì? Là đức hiếu sinh chứ làm gì? Là để chúng ta đừng giết hại và ăn thịt chúng sanh. Mấy con thấy rõ ràng, tự lo mấy con chưa biết, cho nên mấy con đã theo cái hiểu biết của người khác hướng dẫn cho mấy con từ cha mẹ, ông bà, cha mẹ của mình. Cho nên cứ dạy con mình phải giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh vậy. Đừng có đi ra giết người thì mình khỏi ở tù. Bị pháp luật có bảo vệ con cá và tôm bao giờ đâu. Còn suối nó đi bắt nhiều nữa, làm kinh tế cho giàu chứ gì. Nhưng không ngờ, đó là những cái mình vun vô thân của mình, nuôi bằng sự đau khổ của chúng sanh. Bây giờ đau con chút mà rên la ung sờ mặt, mình sao ích kỷ nhỏ mọn quá vậy. Ăn thì biết bao nhiêu cá tôm, mà giờ con chút mà lại rên la. Thì cái điều này điều bất công. Cho nên chúng ta làm người theo đạo Phật thì ngay vào cái giới cấm không sát sanh, tức là không phải sao? Đâu có cho chúng ta làm người Phật tử, đâu có cho chúng ta làm điều ác đó đâu. Cho nên ăn chay đâu có nghĩa ăn chay là Phật, mà ăn chay để thực hiện cái lòng thương yêu của chúng ta. Các con hiểu điều đó. Đó, cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta rất là thực tế. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Mình không tu thôi, mà đã tu là phải cái dạy. Những dạy Phật vậy. Bởi vì mình sống vậy là giải thoát rồi, nhân quả rồi chứ gì. Sống ăn chay là nhân quả gì. Rồi bây giờ Đức Phật lại dạy cho mình những cái tri kiến nhân quả. Người ta chửi không giận, chuyện gia đình mình xảy ra đâu có gì buồn phiền. Tất cả đều nhân quả. Đau bây giờ cha mẹ mình đau chứ cũng là nhân quả, mình cầm giữ được sao? Cho nên khi hiểu được vậy mình có rầu rĩ thôi. Còn không khéo thì mình không hiểu, mình giật giả, mình đòi chết theo nữa là khác. Đem chôn rồi mình còn nhau đứng dưới quyệt, mình ôm mồ, mình khóc, ôm quan tài mình khóc. Mấy con thấy cái đó là cái tự làm khổ mình mà còn làm những người khác. Hôm nay đến đây thầy nhắc nhở mấy con khéo để mà ráng tu tập để cứu người. Đừng nghĩ mình bữa nay sống ngày mai chết, mình không có biết được đâu. Cho nên hôm nay còn một giờ này thì phải ráng lo nỗ lực, ngày mai còn thì tiếp tục nữa. Cứ như vậy mà cho đến khi làm chủ sanh tử luân hồi thì nó sẽ. Ở đây mấy con tu tập thì nhớ thầy xin nhắc, mấy con hãy quyết tu tập thì hãy về đây. Chứ mấy con chọn ở chỗ khác thì tin rằng khó có người mà tu tập làm chủ sanh già bệnh chết. Bởi vì khi mà thầy tu tập được rồi thầy mới dạy, thở tu tập được chắc thầy chết ở Hồng Sơn ở đâu lâu rồi chứ thầy không về đây đâu. Các con hiểu, bởi vì thầy có cái ý chí, cái nghị lực tu không được nhất định là chết, chứ không có đi ra dạy người khác bằng cách nào. Tu cho được thì mới dạy, còn không thì nhất định là ẩn bóng trong hang rồi, ở trong đó không ăn uống mà sẽ chết chứ, mà không làm buồn phiền cho ai hết. Mà có con biết ở ngoài Hồng Sơn nó có nhiều cái hang, mà ở Ngọc Tuyền nó cũng có những cái hang. Thì điều kiện đó mà những cái nơi đó mà thầy đến thầy chui trong hang chết chắc không ai biết rồi. Không, thời gian sau đó thì họ nghe mấy ông thợ rừng mà đi đúng cây nghe thú túi thì biết chắc có ông nào chết. À, chừng đó họ có lâu ra thì họ cũng chôn thôi chứ không làm gì. Thầy thì có cái gan dạ lắm đấy mà. Chết bỏ nhất định là tu là tu. Không có ai mà lôi cuốn thầy hoặc là ngồi thương thời gian rồi bất mãn. Quyết định là tu tôi quyết định thì chết. Được thì thôi, không được chết bỏ. Đó là cái ý chí kiên cường bất khuất của thầy trước những khó khăn. Cho nên thầy làm được, cho nên thầy rất mừng là gì? Có thể dựng lại chánh pháp của Phật. Còn không thì chánh pháp của Phật nó bị một cái lớp giáo lý sai không đúng nó phủ lên, biến mấy con trở thành mê tín, chúng bán cầu thần, gian sinh. Điều này là cái điều mê tín đó, không ai cứu mình.
mà bây giờ kinh sách thường dạy mình như vậy. Và đồng thời dạy mà tu tập thiền định là dạy ức chế ý thức, không dạy ly dục ly ái, cho nên rất sai. Thì tiếc rằng sau này có đủ duyên mà mấy con tu tập cùng thầy mà dựng lại chánh pháp của thầy để giúp đỡ bao nhiêu người. Ai cũng khổ muốn tu hết, nhưng mà tu theo kiểu đó làm sao làm chủ được sự khổ đau? Các con thấy không có làm sao làm chủ được, mà chỉ có an ủi tinh thần. Thôi đến đây thầy xin chấm dứt, và thầy sẽ về để một chút rồi mấy con ăn cơm rồi mấy con về. Có gì không con? Con hỏi một câu, thưa thầy, cách đây độ mấy năm thì cũng trong một cái hướng là phục vụ chúng sinh, thì con làm cái đơn vị khác. Thì như vậy với một người Phật tử hoặc là con sắp trở thành một tu sĩ, thì cái việc làm đó nó có phạm gì với cái giáo lý đạo Phật không con? Đó là điều tốt. Mình hiến xác để rồi khi mình chết người ta đem xác mình cho những người mà ta học tập trên đó để tiếp tục cứu những người khác, điều đó điều tốt. Chứ bây giờ mình có chôn nó cũng thành đất, mình có đốt nó cũng thành tro, em có gì đâu. Điều đó con có làm đơn xin để hiến xác không? Điều đó điều tốt, biết hy sinh được cái này để giúp cho những cái người người ta học tập thì đó là hay. Tất cả những cái này lợi ích cho xã hội, không sao là không có cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng, thượng sư đại đức tăng trong tu viện chân như, đệ tử chúng con từng nghe muốn tu tập giải pháp để nhờ chánh pháp của chư Phật, muốn tạo công đức phước điền và bố khí và cúng dường. Hôm nay toàn thể Phật tử chúng con có duyên này được về tu viện chân như, trước là thành lễ hòa thượng và tăng trong tu viện, và chúng con cũng thành tâm sáng sửa chúc tình tài tình vật để dâng cúng hòa thượng, dâng cúng tam bảo và dâng cúng thiện tiền chư tăng trong tu viện chân như. Tuy phẩm vật cúng dường của chúng con đảm bạc, nhưng với tất cả tấm lòng chí thành chí kính của chúng con để chúng con dâng lên cúng dường chư Phật, chư hòa thượng, chư đại đức tăng, chúng con xin thỉnh hòa thượng hãy gia hộ và hãy nạp thọ cho chúng con để chúng con được ân chương công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hoan nghỉ những cái sự cố gắng dùng của các con và dùng cái tiền tài của mấy con để mua những thực phẩm giúp cho những tu sĩ ở đây để họ sống, họ tu tập, để mong sao các con gieo được cái duyên lành đó cũng trở thành người tu sĩ tu tập đến nơi đến chốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên hòa thượng đã chứng minh và lạc thọ cho rồi, toàn thể Phật tử chúng con xin đảnh lễ cúng dường tam bái. À thôi rồi, mấy con là vừa ngồi ghế đi để cho một Phật tử hỏi dạ thôi anh hả? Nhưng mà thật ra thì vợ chồng con là trước khi đến với nhau là cũng là từ đạo tràng, là vợ con là bên đạo tràng cùng chính sách mà. Còn bản thân con thì hai bố con của con là đi chùa từ năm 80, bố con là mất hai đợt chính, tức là đi 20 năm, mất năm 2000, thì bố con bị liệt là 10 ngày rồi đó. Cho tới giờ này con đi thêm 9 năm nữa, tức là con có duyên được nghe Hòa thượng Từ Thông, Hòa thượng Trí Quảng giảng kinh Pháp Hoa năm 1981 tại Trung tâm Tịnh Xá, mà con nghe nói là đạo Phật là làm chủ sinh lão bệnh tử. Thì bố con chết cái cảnh như thế thì thú thật với thầy là nỗi khát khao, tại vì đời hai cha con còn rất khổ, khổ chuyện gia đình, nói chung là đủ thứ hết. Thì bây giờ là vợ chồng con là nói chung là đi, là ngày xưa con đi bên Bắc Tông tụng kinh, sau đó con không thỏa mãn thì con qua bên hệ phái Trung tập Tịnh Xá, bố con thọ bát và ngồi thiền ở đó. Thì kính xin thầy, hôm nay có vợ con đây, thì vợ con hồi xưa vẫn tụng kinh Pháp Hoa, thì con nghe nói Đức Phật giảng bộ kinh Nikaya,
thì xin thưa Đức Trưởng Lão là nhờ Đức Phật, nhờ Đức Trưởng Lão cho chúng con biết một sự thật, một hoài bão khát khao đi tìm sự thật của con, để mà sau này ngõ hầu vợ con không ép vợ con, nhưng mà tự chọn con đường chính xác. Vậy thưa Đức Trưởng Lão, trong bộ kinh Nikaya mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã giảng thì có bộ kinh Pháp Hoa hay không? Nhưng mà phải là không có kinh Pháp Hoa trong kinh Nikaya. Bởi vì kinh Pháp Hoa không có nằm ở trong kinh Nguyên Thủy đấy được. Tức là Phật không có thiết, mà các tổ thiết cái bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa để lôi cuốn mấy con đi vào để thường tụng kinh Pháp Hoa, đó là những cái câu kệ: dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hà. Nghĩa là mấy con tạo tội bao nhiêu chỉ tụng diệu pháp liên hoa là hết. Nhưng mà sự thật tiêu tội hết, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Nhân quả mình làm mình phải gánh chịu, không thể nào tụng kinh nổi. Bây giờ hồi nãy thầy nói không có chư Phật nào cứu khổ cứu nạn mình. Mình đi ăn trộm mà bây giờ cứu khổ cứu nạn thì mình có người dựa lưng vào đó thì mình ăn trộm, thì cái xã hội này làm sao người ta sống được, các con hiểu không? Cho nên vì có những cái nhân quả mà làm cho người ta giảm bớt cái sự ác, chứ không có nhân quả mà nhân nào quả nấy á, thì người ta sẽ cái ác nó sẽ lừng lên, nó lừng nhiều lắm ấy. Mấy con không bệnh đau con này kia thì mấy con đâu có quyện ăn chay tháng nửa tháng đâu. À, có đau bệnh mấy con mới quyện ăn chay, có khổ sở tai nạn mấy con đến chùa lại Phật để mà cầu được cho yên ổn rồi. Đó là những cái điều mà khổ, ác pháp khổ. Nhưng mà mấy con đâu có biết được, đó cái nhân của mấy con đã tạo cái quả mấy con phải gặp. Bây giờ vì an ủi tinh thần mấy con đến chùa như vậy, là người ta cứ hướng dẫn mấy con đi dần đến cái chỗ nghi tính. Thậm chí như kinh đó còn, kinh Pháp Hoa con thấy vô cái câu kệ đó nói không thật rồi. Dù cho tạo tội hơn núi cả, nghĩa là mình giết người hàng lót vậy, chỉ cần tụng kinh Pháp Hoa dài câu là nó cũng đã hết tội rồi. Thì dạy người ta làm ác không, chứ đó là dạy người ta làm thiện sao? Kinh như vậy đâu phải là kinh của Phật. Kinh của Phật dạy chúng ta sống thiện, chứ không thể mà sống ác được. Mà kinh đó là đức, nó như vậy đủ rồi. Cái thầy, con là một cư sĩ, thành thử ra con muốn là cũng có muốn tu tập, tu tâm dưỡng tánh của mình. Nhưng mà con đọc kinh Pháp Hoa mỗi tối, nhưng mà con nghe thầy nói mới vừa trả lời cho thầy trước đó, thì coi như là từ nay chắc là con cũng sẽ không đọc con kinh Pháp Hoa nữa. Mà vậy con có đọc kinh khác được không ạ? Kinh Nikaya. Dạ, Nikaya. Ví dụ như con đọc bây giờ, hiện giờ thì con có một bộ kinh Tủ Lăng Nghiêm và một bộ kinh Kim Cang, thì thưa thầy con có thể đọc được kinh Tủ Lăng Nghiêm hoặc là kinh Kim Cang không ạ? Dạ không tưởng ạ. Dạ. Vậy thì con sẽ thỉnh kinh Nikaya và con đọc mỗi tối thôi phải không ạ, thưa thầy? Như thế là cũng được chứ thầy hả? Con sẽ thấm nhuần được cái lời của Phật Nikaya. Dạ. Dạ. Con cảm ơn thầy. Thôi bây giờ xong rồi, thầy về mấy con. Thầy về. Thôi thầy chào mấy con rồi. À, thầy sẽ hướng dẫn cho họ luôn, để cho họ tu tập cái niệm tự giác. Để những cái họ trong đó họ cứ đôi vô. À, coi như là thầy sẽ đến trực tiếp mỗi tháng vậy đó, thì dành cho cái ngày mùng 1 với cái ngày rằm, ngày để đến thì kiểm tra, thì hướng dẫn cho họ sau 2 tuần tu tập thì có được thầy. Bây giờ đầu tiên thì dạy họ tu tập cái niệm tự giác, cái cách đi kinh hành đúng không? Rồi cái cách nhất thôi. Thấy con nói là những cái giới luật rồi là đi rồi. À, cái đó thầy biết. Thầy sẽ cho họ những cái tập sách để họ đọc những quay đi rồi. Cái bộ kinh đi cách giác đó có 28 tập, thầy chỉ những bộ nào mà căn bản nhất để mà đọc, chứ để mình nếu mà đọc bộ đi cách giác thì nó rộng quá, thì cô đọc lại những cái bộ nào mà cần đọc để chú để mà đọc. Tức là con sẽ mua 3 cái bộ. Cái bộ nó có 2 cái bộ đầu tiên mà cần phải đọc, đó là Trường Bộ. Trường bộ kinh. Dạ. Trung bộ kinh. Rồi kế đó là Tăng Chi Kinh. Kế đó là Tăng Chi Kinh. Nhưng mà tăng Trường Bộ dưới Trung Bộ là đủ rồi. Dạ. Những cái bài kinh nó đọc nó rất Trường bộ kinh là cái gì? Khi là nó gom lại nó tóm lược lại. Dạ. Để cho mình hiểu một cách ngắn gọn để mình nhớ dai. Còn cái Trung Bộ, Trường Bộ là những cái bài kinh dài.
Nó nói những cái cần thiết, cái sự tu tập như thế nào được Phật dạy trong đó. Và còn trung bộ thì những cái bài kinh gì vừa, còn tăng chi kinh thì tóm lược, nó có gì. Cho nên nó có ba bộ kinh đó để cho mình nghiên cứu. Còn cái tiểu bộ kinh này thôi, mấy con đọc nó lầm dầm và nó thêm thắt ở trong nó nhiều lắm. Dạ, trường bộ đó hả? Con chỉ đọc là trường bộ kinh đi cái gian. Trung bộ kinh. Trung bộ kinh. Trường bộ và trung bộ kinh thôi ạ. Dạ. Hai cái bộ đó đủ rồi. Sau này có đủ đọc xong rồi đó thì tìm cái bộ tăng chi kinh. Dạ. Cái bộ tốt lượng. Như bây giờ là con đang coi trên mạng đó là coi như cái... trong này có cái cuốn mà đường về xứ Phật mà mời tập các thầy mà con lên đây con xin rảnh mà thầy cô Út không có rồi thầy bên này có để làm tiền cho con mấy con đọc kinh con. Đọc kinh Phật thì mấy con nên trước khi đọc kinh mà Nikaya mấy con đọc những lời gốc Phật dạy mà thầy đã giải thích trong đó rồi. Trong đường về xứ Phật cũng phải mạnh rồi thì mấy con sẽ đọc cái bộ kinh đó rồi mà sau khi mới đọc kinh Nikaya nó còn dễ hiểu lắm. Dạ. Bởi vì nó có những cái từ trong đó mấy con khó hiểu quá. Dạ đúng mà rồi. Trong những lời gốc Phật dạy thì giải thích những cái từ đó ra rồi. Dạ. Mấy con đọc mấy con hiểu rồi bắt đầu tiếp theo mới còn hiểu được. Dạ. Dạ. Tại vì con đọc trên mạng thì nó đang nó hơi ấy mắt nó mắt con cũng hơi yếu thành ra con muốn tinh tỉnh. Xin thầy cho con mấy cái cuốn mà được rồi. Phần của thầy thì bạn là bộ 10 cuốn. Dạ. Và thêm cái bộ mà 4 cuốn những lời gốc Phật dạy. Dạ. Mấy con nên đọc những cái bộ sách. Dạ. Con cảm ơn thầy. Con xin thầy một ít sách của ngài. Được rồi, rồi đấy. Mấy con cứ ở đây rồi mấy chút nữa thầy sẽ gửi đem ra đây cho. Dạ. Thầy con muốn xin nghe với thầy có được không? Được chứ con. À quy với thầy phải ráng tu với con. Dạ. Rồi thầy con sẽ ghi tên, tuổi và địa chỉ của con, thầy sẽ cho con cái địa phái. Không? Dạ. Rồi từ đó về sau nó thỉnh thoảng con đến thăm thầy. À, bây giờ con xin quy y theo thầy rồi. Bây giờ con muốn thầy giúp đỡ cho con biết cách tu tập của một người cư sĩ. Dạ. Sẽ hướng dẫn. Và đồng khi mà thầy có quy y con rồi đó thì ghi vào trong cái sổ. Khi mà thầy mở cái khóa học đó, thầy sẽ gọi về cái địa chỉ của mấy con để mấy con tập trung về đây để học trong cái khóa học đạt được. Dạ. Người cư sĩ phải vậy. Cái thầy mở lớp học mấy con đâu có biết. Dạ. Thầy phải dựa theo cái địa chỉ mấy con ghi ở trong ấy. Dạ. Trong khi mà trong cái thầy có Phước Hải rồi sao này? Có ở Tuốt Phước Hải rồi. Thầy cũng gọi tới hết. Có địa chỉ thầy gọi tới. Bây giờ điện thoại thầy chỉ nhắc lên gọi con. Dạ. Có số điện thoại đó con. Dạ. Thì gọi con ở tháng nào ngày nào con về đây học cái lớp đạo đức 3 tháng. Dạ. Thì con sắp xếp về đó xong rồi cái gì cho nó tiện lại. Thầy em này cũng xin quy y với thầy. Được rồi, cứ ghi tên đi rồi thầy quy y. Ghi đâu thầy? Con lấy cái tờ giấy ghi. Dạ. Tên con gỡ. Con gỡ ở lấy một tờ giấy trong nhà bếp nè, có mấy người ở trong này nè. Dạ. Rồi họ sẽ đưa lại cho thầy ghi tên. Rồi thầy sẽ hướng dẫn cho tu tập. Thôi bây giờ thầy về con.